vụ đầu độc người thân bằng cyanua ở Đồng Nai, hàng xóm chưa hết bàng hoàng. Vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội, nghi phạm thứ hai ra đầu thú. Đi đổ xăng bị quay lén, cô gái Bình Dương sốc khi clip phát tán khắp nơi. 6 giờ truy bắt 3 đối tượng đi xe máy, chặn đường, tấn công người dân để cướp tài sản. Sắp diễn ra lễ hội thả diều quốc tế tại Quảng Nam. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay, còn bây giờ là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, liên quan đến vụ đầu độc người thân bằng cyanua ở Đồng Nai, nhiều người dân sống gần nhà nghi phạm vẫn không dám tin vụ việc kinh hoàng lại xảy ra ngay nơi mình sinh sống. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích về hành vi sát hại người. Nguyễn Thị Hồng Bích là nghi phạm trong vụ đầu độc nam thanh niên NHBT, 18 tuổi, bằng cyanua ở huyện Nhơn Trạch. Trước đó, khoảng một năm qua, gia đình ông Nguyễn Văn Hát, ngụ huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai có 5 người tử vong, gồm ông Hát, 2 người cháu ngoại, 1 cháu nội và 1 người con rể. Tất cả các nạn nhân đều có chung biểu hiện nôn ói, chóng mặt, nhức đầu. Riêng trường hợp cháu nội ông Hát là anh NHBT được cấp cứu kịp thời, nên hiện tại tình trạng sức khỏe đã dần ổn định. Cụ thể, cuối tháng 6 năm 2024, anh NHBT bỗng nhiên bị hôn mê bất tỉnh. Sau khi nhập viện và được bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm có chất cyanua. Trước sự việc trên, người thân của anh NHBT đã làm đơn trình báo cơ quan công an và đề nghị điều tra. Nhiều người dân ngụ tại xóm nhỏ nơi xảy ra vụ việc cho biết họ vẫn chưa thể tin nổi vụ việc lại xảy ra ngay nơi mình sinh sống. Tại căn nhà trên đường Hùng Vương thuộc xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch, cửa sắt đóng kín mít. Ông Quy, ngụ xã Vĩnh Thanh cho biết, căn nhà này trước đây bán cơm tấm. Từ khi anh NHBT, nạn nhân bị đầu độc, nhập viện điều trị thì đã tạm ngừng kinh doanh. Ông Quy kể thêm, mình là bà con họ hàng với ông Hát. Ông Hát là cha ruột Bích. Bích bị công an bắt, họ cũng không biết. Đến chiều 5 tháng 7 khi đọc báo, trên mạng xã hội mới hay tin. Ông Hát mất hồi trước Tết, còn vợ ông Hát thì đang ở nước ngoài. Tính đến nay, nhà đã đóng cửa gần 2 tuần. Theo người họ hàng này, ông Hát có tới 6 người con. Nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích là con gái thứ 3. Trước đây Bích có bán cơm tấm, nhưng tầm vài tháng nay Bích nghỉ bán quán cơm do vợ chồng anh trai Bích là cha mẹ của nạn nhân T quản lý. Vào khoảng cuối năm 2023, chồng của nghi phạm Bích là anh Thờ qua đời. Sau đó đến lượt cha của Bích mất. Ít lâu sau, con trai ruột của Bích và 2 người cháu tử vong. Ông Quy bàng hoàng chia sẻ, công an điều tra mới biết Bích khai nhận là người đầu độc cháu T. Ở đây ai cũng sợ hết vì không ngờ vụ việc này lại xảy ra. Con cháu trong nhà không làm gì được dù rất đau xót. Người ta bàn tán rất nhiều, tất cả đều chung một tâm trạng là không dám tin. Cách căn nhà xảy ra vụ việc đau lòng không xa, một số người dân bàn tán xôn xao về thông tin vụ việc. Chị Trờ cho biết chỉ trong vòng chưa tới một năm mà xóm nhỏ đã chứng kiến 5 đám tang xảy ra. Tất cả đều là người thân của nghi phạm Bích và nạn nhân T. Ban đầu không ai nghĩ gì nhiều, chỉ đến lúc anh T nhập viện cấp cứu và phía gia đình anh trình báo công an yêu cầu điều tra, người dân mới hay tin về vụ đầu độc. Chỉ riêng căn nhà bán cơm tấm đó là đã làm 3 cái đám tang trong một năm qua. Còn theo chị L, người sống sát nhà nghi phạm cho hay, Bích là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L cũng có lần cho Bích vay tiền. 2 ngày trước khi bị bắt, Bích còn sang quán nước của chị L ngồi. Dù trước đó cả chồng và con trai đều qua đời, nhưng phản ứng của Bích khá bình tĩnh. Chị L cũng cho biết Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên từ sau khi chồng Bích là anh Thờ qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn người này thiếu nợ số tiền lớn. Hiện tại Nguyễn Thị Hồng Bích đã bị Công an tỉnh Đồng Nai khởi tố về hành vi sát hại người theo Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Thị Hồng Bích đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Liên quan đến vụ cô gái bị bắn tử vong ở Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội cho biết sau 2 ngày lần trốn, lúc 18 giờ ngày 5 tháng 7, Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại Cửa Đồng, Hoàn Kiếm, nghi phạm trong vụ cô gái trẻ bị bắn tử vong sau tiệc sinh nhật đã tới phòng cảnh sát hình sự đầu thú. Cơ quan công an đang truy bắt nghi phạm còn lại là Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam. Công an thành phố yêu cầu Đinh Xuân Sáng ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các trường hợp che giấu, bao che, không tố giác tội phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trước đó khoảng 19 giờ 30 phút ngày 2 tháng 7, TQH sinh năm 2002, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, cùng một số bạn dự sinh nhật tại phường Bưởi, quận Tây Hồ.
Đến khoảng 1 giờ ngày 3 tháng 7, cả nhóm di chuyển về nhà một người bạn tại tổ 3, phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Sau đó, nhóm Vũ Thành Quang, sinh năm 1994, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Đinh Xuân Sáng, sinh năm 1984, trú tại Thanh Nguyên, Thanh Liêm, Hà Nam, cũng đến đây chơi và có lời nói gây mâu thuẫn với một người trong nhóm của chị Hát. Về đến nhà Sáng, Sáng và Quang nói chuyện với nhau về sự việc trên và tỏ thái độ bực tức, rồi gọi cho Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1991, trú tại cửa Đông Hoàn Kiếm, Hà Nội, rủ nhau lên xe ô tô, mang theo súng bắn đạn bi quay lại quận Long Biên để đánh nhóm của chị Hát. Sau khi gặp nhóm chị Hát, Sáng bảo dừng lại nói chuyện, nhưng nhóm chị Hát bỏ chạy. Sáng điều khiển xe ô tô đuổi theo đến ngõ 264 đường Ngọc Thụy thì gặp xe máy chở chị Hát. Sáng dùng súng tấn công về phía nhóm chị Hát. Sau khi gây án, các đối tượng bỏ trốn. Chị Hát trúng đạn, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng gây án mạng để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 18 giờ ngày 3 tháng 7, các đơn vị trong Công an thành phố đã bắt giữ đối tượng Vũ Thành Quang tại Nam Định khi đối tượng đang trên đường bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, đối tượng Đạt đã ra đầu thú. Vụ việc nữ sinh phát hiện bị quay lén trong nhà tắm phòng trọ, KOLs phát hiện camera ẩn ở phòng vệ sinh đang tạo nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng những ngày gần đây. Nạn nhân tiếp nối nạn nhân, đi đổ xăng bị quay lén. Một cô gái ở Bình Dương sốc khi clip phát tán khắp nơi. Nạn nhân hoang mang lo lắng. Khi đọc bình luận của dân mạng, cô càng sợ hãi hơn. Quay lén là hành vi trái đạo đức. Dù hành vi được thực hiện bằng cách đặt camera ẩn hay cầm điện thoại quay trực tiếp cũng đều ảnh hưởng lớn tới tâm lý, cuộc sống của các nạn nhân. Từng trải qua tình huống bị quay lén, PI quê Bình Dương hơn ai hết hiểu rõ điều này. Mới đây cô chia sẻ câu chuyện oái oăm của mình trên mạng xã hội, bày tỏ tâm lý hoang mang sợ hãi khi trở thành nạn nhân của hành vi quay lén. Cô nhận được sự an ủi động viên của đông đảo mọi người. Cách đây 4 tháng, sau khi đi tập gym về, y ghé một cây xăng ở quận 2 thành phố Hồ Chí Minh để đổ xăng. Cô không hề biết trong lúc chờ đợi bản thân đã bị quay lén từ phía sau. Cho đến gần đây, clip bị phát tán trên TikTok và Facebook, nạn nhân mới phát hiện ra. Lượt xem và lượt tương tác rất cao. Người quay clip cố tình zoom vào dáng dấp của cô với những góc quay khó coi. Cảm xúc đầu tiên của y là hoang mang lo lắng khi hình ảnh của mình xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Khi đọc bình luận của dân mạng, cô càng sốc hơn. Y chia sẻ, tự dưng bị mấy nghìn người bình luận chửi rủa. Có người chỉ trích cô ăn mặc lố lăng khi ra đường. Nói đồ gym thì chỉ nên mặc trong phòng tập. Có người chê bai vóc dáng, nhan sắc, ác ý phỏng đoán nạn nhân làm gái trong quán karaoke. Bình luận nào cũng khiến cô sốc nặng. Khi đăng bài lên án hành vi quay lén, cô gái Bình Dương còn bị những bình luận đổ lỗi, cho rằng cô ăn mặc hớ hênh, thiếu đứng đắn nên mới bị quay lén. Đây là điều khiến y buồn nhất, bởi từ nạn nhân bị biến thành thủ phạm hại chính mình. Y tự thấy bộ đồ cô mặc trong ngày xảy ra sự việc đủ kín đáo và cô luôn tôn trọng quyền tự do ăn mặc của bản thân cũng như mọi người. Tự nhận là người lạc quan, giàu năng lượng, luôn tích cực hóa vấn đề, nhưng tình huống vừa rồi vẫn khiến cô nàng khốn đốn. Y nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng clip bị phát tán khắp nơi, tâm lý bị ảnh hưởng bởi đọc bình luận khiếm nhã của dân mạng. Sau đó, y quyết định lên tiếng, kêu gọi sự ủng hộ của mọi người, tìm ra phương án giải quyết sự việc càng nhanh càng tốt. Cô chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội, kêu gọi mọi người giúp mình báo cáo các kênh, page đăng tải clip quay lén. Rất nhiều người lên tiếng ủng hộ, khích lệ và giúp đỡ. Cô nàng nhắn tin cho từng kênh, fanpage, yêu cầu họ gỡ clip. Một vài ngày sau đó, clip quay lén cô biến mất trên mạng xã hội. Y phát hiện ra, không chỉ bản thân mà nhiều cô gái khác, kể cả những người ăn mặc kín đáo cũng bị quay lén, chỉnh sửa, cắt ghép video, đăng tải trên TikTok với mục đích tiêu cực. Cô phẫn nộ, quyết định lên tiếng câu chuyện của mình như một hồi chuông cảnh báo cho mọi người. Nạn nhân tâm sự từ khi phát hiện hình ảnh của bản thân bị phát tán, cô mất ngủ mệt mỏi. Bản thân cô làm công việc livestream cũng có lượng người theo dõi nhất định. Sự việc này ảnh hưởng rất nhiều đến công việc của cô. Từ những trải nghiệm của bản thân, y nhắn nhủ đến các bạn trẻ phải luôn đề cao cảnh giác khi đến những nơi công cộng, khu vực vắng vẻ, đặc biệt là vào buổi tối. Quan sát kỹ lưỡng, tự bảo vệ bản thân trước khi có được sự giúp đỡ từ người khác. Y cho rằng nếu chẳng may trở thành nạn nhân, các bạn trẻ cũng không nên quá hoang mang, sợ hãi. Hãy bình tĩnh suy xét tìm cách giải quyết vấn đề. Đặc biệt là hãy can đảm lên tiếng, kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng, góp phần đẩy lùi hành vi trái đạo đức. Cuối cùng, y khẳng định thêm tuyệt đối tôn trọng quyền ăn mặc của bản thân và mọi người. Nhưng sau sự việc này, cô cũng sẽ lưu ý hơn chuyện trang phục khi đến nơi công cộng. Có thể xem đó là một cách để bảo vệ bản thân khỏi những rủi ro không đáng có.
Tối ngày 5 tháng 7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Bình Liêu, Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định bắt giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản trên địa bàn thị trấn Bình Liêu. 3 đối tượng bị giữ gồm Tăng Văn Trung, sinh năm 2003, Phùn Văn Tấn, sinh năm 2005 và Tăng Phu Thành, sinh năm 2005, đều trú tại thôn Ngàn Chuồng, xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu. Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 3 tháng 7, Công an huyện Bình Liêu nhận được tin báo của anh Hoàng Xuân Quy, sinh năm 2006, trú tại thôn Nà Tào, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu, về việc bị 3 đối tượng đi trên xe máy màu đỏ, nhãn hiệu Yamaha Sirius, không có biển kiểm soát, hành hung cướp đi 2 chiếc điện thoại di động, trị giá khoảng 11 triệu đồng. Sự việc diễn ra tại khu Nà Làng, thị trấn Bình Liêu. Ngay sau khi nhận được tin báo, Chỉ huy Công an huyện Bình Liêu đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp triển khai ngay lực lượng điều tra làm rõ. Đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 3 tháng 7, Công an huyện đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tăng Văn Trung, Phùn Văn Tấn, Tăng Phu Thành. Tại Công an huyện Bình Liêu, các đối tượng trên khai nhận đã gây ra vụ việc cướp điện thoại của anh Hoàng Xuân Quy. Sau khi cướp được tài sản, cả ba điều khiển xe máy bỏ đi và mang điện thoại đi bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Bình Liêu phối hợp làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 5 tháng 7, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết đơn vị đã khám xét khẩn cấp nơi ở và bắt tạm giam hai đối tượng là Nguyễn Văn Quý sinh năm 1994, Nguyễn Diệu Anh sinh năm 2003, cùng tạm trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ được 4 dấu tròn giả mạo con dấu của 4 bệnh viện, Bạch Mai, Sanh Pôn, Giao thông Vận tải và Bệnh viện E, cùng 32 con dấu giả mạo, tên, chức danh của các bác sĩ, 243 tài liệu đã được làm giả. Để thực hiện hành vi, hai đối tượng trang bị máy tính, máy in màu và các thiết bị khác nhằm làm giả giấy tờ và phiếu khám sức khỏe của các bệnh viện bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Tây Hồ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật. Nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Trong lúc người chủ đi vắng, ngọn lửa bùng phát rồi cháy rụi tiệm cơm tấm ở thành phố Thủ Đức. Đến khoảng 21 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương xác minh, điều tra nguyên nhân vụ cháy rụi tiệm cơm tấm trên tuyến quốc lộ 1, đoạn qua phường Linh Xuân, thành phố Thủ Đức. Thông tin ban đầu, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 7, đám cháy bùng phát từ căn kiosk bán cơm tấm tại địa chỉ 603 quốc lộ 1. Thời điểm trên, trong tiệm không có người, ngọn lửa sau đó bùng phát nhanh chóng. Phát hiện cháy, người dân đi đường cùng nhau dùng bình cứu hỏa mini đập cửa để dập lửa nhưng bất thành. Chỉ vài phút sau, ngọn lửa bùng phát mạnh, kèm nhiều tiếng nổ lớn rồi lan sang kiosk kinh doanh đồ điện kế bên. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhanh chóng điều 4 xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường triển khai nhiều phương án dập lửa. Đến khoảng 21 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong tiệm cơm. Kiosk đồ điện bên cạnh cũng bị cháy, hư hại một số vật dụng và các tấm la phông. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Giữa trưa, người dân bàng hoàng phát hiện một người đàn ông đi xe máy đang nằm bất động ngay trên đường đoạn đầu cầu Tân Tiến. Vụ tai nạn xảy ra vào đầu giờ chiều ngày 5 tháng 7 trên tuyến đường Lê Văn Lương, đoạn qua cầu Tân Tiến, xã Tân Tiến, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Vào khoảng hơn 14 giờ, người tham gia giao thông phát hiện một chiếc xe máy bị đổ bên đường. Cạnh đó là một người đàn ông nằm bất động với khuôn mặt bị biến dạng. Khi người dân lại kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên báo cho chính quyền và cơ quan công an. Sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Văn Giang đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu nạn nhân được xác định tên H, sinh năm 1976, trú thôn Trấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ. Thời điểm vụ tai nạn xảy ra, do đường vắng nên không có ai chứng kiến vụ tai nạn. Theo dấu vết hiện trường và lời của người dân địa phương, trước khi ngã xuống đường, xe máy của nạn nhân đã va chạm với hộ lan cầu. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ. Ngày 5 tháng 7, Công an huyện Đoan Hùng, Phú Thọ thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong vụ bé gái sinh năm 2011 bị bán qua tay nhiều người. Trước đó, ngày 5 tháng 6, Công an huyện Đoan Hùng nhận được tố giác của người nhà cháu LTTM, chú xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Gia đình mờ tố giác, cháu mờ bị Nịnh Quốc Triệu, chú tại xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đang làm quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke trên địa bàn huyện Đoan Hùng, đưa đi nhưng không biết đi đâu. Qua khai thác đối với Nịnh Quốc Triệu, công an xác định do quen biết với cháu mờ từ trước và biết Triệu hiện đang làm quản lý nhóm nhân viên phục vụ quán karaoke, nên cháu mờ đã nhắn tin cho Triệu xin làm nhân viên phục vụ quán và được Triệu đồng ý.
Tối 25 tháng 5, Triều thuê xe đón cháu M về xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng. Tuy nhiên do cháu M còn ít tuổi nên không được nhận vào làm. Tại đây, Triệu đã liên hệ qua Facebook với một người tên Dũng ở thành phố Bắc Ninh, thỏa thuận bán cháu M cho Dũng với giá 5 triệu đồng. Sau đó, Dũng đi xe lên đón M, nhưng đưa đi đâu thì Triệu không rõ. Căn cứ tính chất của vụ án, lãnh đạo công an huyện Đoan Hùng đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét để tập trung lực lượng đấu tranh làm rõ. Sau khi mua cháu M từ Triệu, Dũng đã bán cháu M qua nhiều người ở nhiều tỉnh thành khác nhau để làm nhân viên phục vụ quán karaoke. Từ các chứng cứ đã thu thập được ngày 13 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đoan Hùng đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng gồm Ninh Quốc Triệu 20 tuổi, Trần Đức Trường 24 tuổi, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Đức Tuấn 58 tuổi, trú tại xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Lý Văn Xuyên 23 tuổi, trú tại xã Canh Nậu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang, Lò Thị Phương 25 tuổi, trú tại huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, về tội mua bán người dưới 16 tuổi. Ngày 25 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đoan Hùng tiếp tục khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Dũng, 18 tuổi, trú tại xã Kim Tân, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cũng với tội danh trên. Công an huyện Đoan Hùng đã tìm được cháu M tại Lào Cai, bàn giao cho gia đình đảm bảo an toàn. Ngày 5 tháng 7, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Cụ thể, với việc xác lập chuyên án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Đội Phòng chống tệ nạn xã hội và mua bán người, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đối tượng Nguyễn Xuân Thiện sinh năm 1975, trú tại tổ dân phố Tân Mỹ, xã Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, cầm đầu một đường dây cá độ bóng đá trên Internet cùng 7 đối tượng khác. Đối tượng Thiện mở một tài khoản hạn mức 100.000 điểm, tài khoản Master, rồi chia thành 4 tài khoản đại lý cấp dưới Agent. Sau đó, nhóm này tiếp tục chia nhỏ ra gần 20 tài khoản Member cho các đối tượng, chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 3 tháng 7, đường dây của Nguyễn Xuân Thiện đã tổ chức cho hàng trăm người đánh bạc với tổng số điểm hơn 500.000 điểm, tương ứng với số tiền hơn 30 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã thu giữ nhiều tang vật cùng tài liệu có liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Thưa quý vị, chiều tối ngày 5 tháng 7, Sở Du lịch tổ chức chương trình khai mạc Ngày hội Sen Huế 2024 với chủ đề Về miền Sen Ngự tại Công viên Tứ Tượng, thành phố Huế. Ngày hội Sen Huế 2024 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 7 với hoạt động của hơn 20 gian hàng ẩm thực, gian hàng trưng bày các đặc sản, hàng lưu niệm thủ công mỹ nghệ gắn với sen, triển lãm các giống sen Huế, trải nghiệm trò chơi dân gian và không gian check-in với hoa sen. Đan xen các hoạt động trên là chương trình biểu diễn nghệ thuật áo dài, show Hồn Sen Ngự của nhà thiết kế Viết Bảo và thưởng thức ẩm thực đặc sản gắn với sen Huế qua phần quảng diễn món cơm sen chay của nhà giáo, nghệ nhân ẩm thực dân gian Mai Thị Trà cùng đầu bếp chính của nhà hàng chay An Nhiên. Món chè hạt sen long nhãn của nghệ nhân ẩm thực ưu tú Phan Tôn Gia Hiền đến từ nhà hàng Cung Đình Tịnh Gia Viên. Các hoạt động quảng diễn pha trà sen, thưởng thức các loại trà sen, các loại bánh, những món ẩm thực từ sen tại các gian hàng đến từ các doanh nghiệp địa phương. Đây là lần thứ tư Ngày hội Sen Huế được tổ chức nhằm tiếp tục khẳng định và tôn vinh giá trị cây sen Huế và giới thiệu quảng bá các sản phẩm, món ẩm thực từ sen đến với đông đảo du khách trong nước và quốc tế nhân dịp mùa du lịch hè năm 2024. Ngày hội Sen Huế được định hướng trở thành một hoạt động thường niên trong khuôn khổ Festival Huế các năm tới, một chương trình đặc sắc gắn du lịch với văn hóa ẩm thực Huế, nghề truyền thống và ngành nông nghiệp địa phương. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị của sen trong đời sống của người Huế và là cơ hội để các nghệ nhân, những người nắm giữ bí quyết về ẩm thực và nghề truyền thống, phô diễn những kỹ thuật, kỹ năng chế biến món ăn, đặc sản, chế tác các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ sen Huế. Qua đó giúp du khách và người dân địa phương trải nghiệm, cảm nhận những giá trị hiện hữu và giá trị tiềm ẩn của sen trong đời sống thường ngày. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch chia sẻ, hy vọng rằng Ngày hội Sen Huế năm 2024 sẽ đóng góp một điểm nhấn trong chuỗi lễ hội truyền thống và đương đại của Festival Huế năm 2024 và qua đó giới thiệu một số hình thức trải nghiệm, sản phẩm dịch vụ đặc sắc của Huế đến với khách du lịch. Đồng thời, hoạt động này còn góp phần tạo sân chơi và cơ hội cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch và một số lĩnh vực khác gắn với du lịch để giới thiệu sản phẩm truyền thống địa phương.
Thưa quý vị, chiều ngày 5 tháng 7, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Nam Hội An đã họp báo công bố Lễ hội diều quốc tế Quảng Nam 2024. Sẽ có 12 quốc gia cùng tranh tài thả diều trên bầu trời Quảng Nam trong Lễ hội diều quốc tế tổ chức từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 tới đây. Sự kiện nằm trong chuỗi các hoạt động kích cầu du lịch năm 2024, Quảng Nam, miền xanh di sản, diễn ra từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 7 tại bãi biển ven khu nghỉ dưỡng Hoa Anna, thôn Tây Sơn, xã Duy Hải. Đây là sự kiện mang tầm quốc tế về nghệ thuật diều, được tổ chức với mục tiêu quảng bá và bảo tồn nghệ thuật làm và thả diều. Lễ hội sẽ có sự tham gia của các đội diều đến từ hơn 12 quốc gia và vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Singapore, Đài Loan Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Philippines, Malaysia, Úc, Ấn Độ, Campuchia. Điểm ấn tượng của Lễ hội diều quốc tế Quảng Nam năm 2024 chính là chương trình thả diều LED dưới ánh sao đêm vào buổi tối các ngày 26, 27 và 28 tháng 7. Các đội sẽ cùng nhau mang đến những màn trình diễn thả diều nghệ thuật với khoảng 100 loại diều khác nhau. Ngoài các màn trình diễn diều nghệ thuật, lễ hội còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn khác. Du khách sẽ có cơ hội tham gia các lớp học làm diều dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân, khám phá ẩm thực đa dạng và phong phú, thưởng thức những tiết mục ảo thuật, trình diễn nghệ thuật múa lửa đặc sắc cùng những hoạt động vui chơi, giải trí ấn tượng khác. Theo ông Văn Bá Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, sự kiện diều quốc tế Quảng Nam 2024 được ngành du lịch Quảng Nam kỳ vọng sẽ phát triển trở thành một sự kiện văn hóa nghệ thuật du lịch mang tầm quốc tế và sẽ được tổ chức hàng năm tại Quảng Nam. Sự kiện sẽ là nơi giao lưu, chia sẻ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật thả diều và làm diều của các nghệ nhân đến từ mọi miền của Tổ quốc và trên thế giới. Hy vọng lễ hội diều quốc tế Quảng Nam sẽ là một sản phẩm độc đáo, mang tính nghệ thuật trình diễn đẳng cấp cao, thu hút được sự quan tâm thưởng lắm của du khách trong và ngoài nước khi đến với Quảng Nam. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đừng quên ấn like và subscribe để ủng hộ kênh của chúng tôi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.